Cho nên tôi vẽ đồ thị này. Nếu ta đang có cầu về hàng hóa A nhá. Cầu về hàng hóa A mà giá của hàng hóa liên quan mà ta gọi là thay thế. Đây. Cầu. Thế bây giờ giá thay thế mà tăng thì cầu về A thế nào các bạn? Giá thay thế mà tăng cầu về A thế nào? Học bây giờ quên hết rồi thì chán chứ đi. Về luyện đi. Giá của hàng hóa thay thế mà tăng thì cầu hàng hóa thay thế tăng và dịch sang phải. Dịch sang phải. Bạn vẽ đồ thị là dịch sang phải và cùng một mức giá này thì cái lượng tăng và giá không đổi. Đúng không? Nhưng mà nó lại bảo là khi giá hàng hóa thay thế tăng, cầu về hàng hóa thay thế lại giảm và vận động dọc theo đường cầu. Thì đúng hay sai? Sai nhất lần nào có gì? Anh vẽ đồ thị như này thì nếu mà theo định nghĩa thì nó phải là vận động dọc theo đường cầu này mà tăng hay giảm. Nếu mà tăng thì mới vẽ như này, mà nếu giảm thì vẽ ngược lại. Đúng không? Thì nó từ đây sang đây mới giảm. Nhưng mà là sai, thông điệp này là sai, vẽ đồ thị là không đúng. Cho nên tôi nói là cái cách giải thích bằng đồ thị nó sẽ dễ hơn cho chúng ta. Đó. Thì đấy là cái cách giải thích thứ hai. Nhưng mà rồi cũng có những thông điệp không thể vẽ đồ thị, vì chúng ta không hiểu gì đâu mà vẽ đồ thị. Cho nên chúng ta lại lấy thông điệp hàm số toán học. Hàm số toán học, tôi lấy ví dụ thế này. TR thì bao giờ cũng bằng P nhân Q. Thế người ta lại cho thông điệp là khi giá của hàng hóa tăng thì doanh thu tăng. Khi giá hàng hóa giảm thì doanh thu giảm. Ấy thế mà nó lại bảo là giá hàng hóa tăng doanh thu lại giảm. Thế thì sai hay đúng? Ừ, thế thì bạn phải lấy hàm số bạn đi chứng minh được. Thì khi bạn giải thích thì bạn phải viết hàm số ra. Và bạn biết là nếu thông điệp giá tăng thì về lý là doanh thu tăng, nhưng mà thông điệp lại cho là doanh thu giảm, vì thế nó sai. Hiểu chưa ạ? Có hiểu không ạ? Và ba cách giải thích vừa đơn giản vừa ngắn gọn, còn không có dài dòng lòng học. Không phải đúng cũng phải giải thích là bằng đồ thị như thế này chứ. Ví dụ như người ta bảo là giá của hàng hóa thay thế tăng, cầu về hàng hóa thay thế dịch chuyển sang phải. Đúng, bạn vẽ đồ thị xong bạn bảo là đúng đây, bạn viết chữ đúng vào đây. Hiểu chưa? Bạn viết chữ đúng như vậy, thông điệp này bạn nhận là đúng. Và đây nhá, cách trả lời này. Tôi xin thưa cách trả lời này. Nếu câu số 1, bạn đọc thông điệp lên, bạn thấy nó đúng, bạn viết chữ đúng này. Viết chữ đúng xong phải này, bạn giải thích vì này. Nếu vì mà không phải là giải thích bằng lời thì bạn vẽ đồ thị này. Sau khi vẽ đồ thị xong thì bạn đánh đúng tên, ví dụ là giá tăng nhá thì cầu dịch sang phải. Cầu dịch sang phải tức là cầu tăng. Cầu tăng dịch sang phải, như vậy là đúng. Hiểu chưa? Này giải thích ngắn gọn này, phải giải thích bằng cái đồ thị của người ta. Chứ mà không nói gì thì ta được điểm. Thấy hả? Đây bây giờ không học thì bây giờ là lơ mơ hết. Ngồi nghe giảng và nói chuyện riêng. Đấy bây giờ nó mới lộ hết cái mặt chuột này. Là có nghe giảng hay không nó ra đây luôn. Và câu thứ hai, lựa chọn phương án đúng. Câu này là hú họa xác suất 25%. Chả cần giải thích hay đúng. Bạn nó đúng thì nó đúng, anh bạn nó sai thì nó sai. Còn tôi so đáp án ba em mà không chuẩn trừ điểm và chuẩn anh được điểm. Như vậy là chả cần phải giải thích thì sao hết. Và câu thứ ba là bài tập. Thì tôi cũng đã cho làm bài tập rất nhiều trên lớp. Như vậy chúng ta cũng đã được rèn luyện câu bài tập 4 điểm, đã được rèn luyện tương đối nhiều. Đúng không ạ? Và trong bài tập có vẽ đồ thị là câu cuối cùng. Còn câu 1 và câu 2 hôm nay tôi mới nhắc. Mặc dù tôi thử cho cái file rồi nhưng chưa ai chủ động học. Hôm nay mới nhắc. Và bây giờ để ôn tập cho tốt, tôi lấy ví dụ. Tôi sẽ làm luôn cái bài Trang 24 nha. Câu đầu tiên. Ở mức giá lượng cầu nhỏ hơn lượng cung thì giá có xu hướng bị đẩy xuống. Câu số 1. Bây giờ tôi không biết giải thích bằng cách nào để tôi lựa chọn đúng hay sai.
tôi bắt đầu vẽ đồ thị đã ở mức giá mà lượng cầu nhỏ hơn lượng cung. Đây, cân bằng cung cầu, ta có điểm cân bằng. Bây giờ lượng cầu nhỏ hơn lượng cung thì chắc là giá đây này, thì lượng cầu giảm xuống đây là QD, lượng cung giảm xuống đây là QS. QS đang lớn hơn QD. Nguyên tắc nền kinh tế sẽ tự động điều chỉnh này, đúng không ạ? Là cầu phải vận động, đúng không? Tăng lên, cầu đã ít thì phải tăng lên, cung thì vận động giảm đi để cho giá cân bằng được thiết lập trở lại, hay còn gọi là cung cầu bằng nhau. Cho nên xu hướng giá sẽ giảm, như vậy là đúng chẳng hạn. Hoặc các bạn giải thích như tôi nói ở trên bài là khi xảy ra hiện tượng thiếu hụt hoặc dư cung thì các hành vi không hợp lệ nó diễn ra như thế nào. Thì cái này nó dài lắm, giải thích một lần thì nó dài lắm, tốt nhất là lấy đồ thị nó nhanh hơn, hiểu chưa? Cái hành vi không hợp lệ thì nó dài lắm. Đó thì các bạn sẽ giải thích. Chứ bây giờ thì ngồi ôn tập, nếu mà tôi làm từng câu cho các bạn cũng lại không tư duy, cứ trông chờ cô làm đáp án. Thế này cô nhìn cái quyển này của Duy, cô thấy thằng nào cái đáp án cứ sai sai đúng đúng, cứ chẳng hiểu gì về điểm nói chuyện chứ còn đâu. Vì vậy bây giờ tôi yêu cầu lấy giấy ra ôn tập bằng giấy cho tôi luôn, nộp lại tôi chấm nếu được điểm cao, tôi cộng nếu điểm thấp tôi bỏ. Thấy đấy nha, vâng, là 15 câu ở trang 24, vâng, là 15 câu ở trang 24. 24 trang 24 là 24 của cái quyển này nhé. Đây này, trang 24 quyển này nhé. Như vậy đơn vị sẽ thống nhất là học bù vào ngày 18 tháng 12 nhé, để cô báo với đến trên trường nhé. Duy nhá. Quay đấy thôi.